Hưởng ứng tháng thanh niên và hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, từ đầu tháng 3, nhiều hoạt động xung kích tình nguyện thiết thực ý nghĩa đã được các đoàn viên thanh niên tại các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai. Ngày 5 tháng 3, tại trường Trung cấp nghề tỉnh Thái Nguyên, đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ ra quân phát động tháng thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Thìn 2024. Với khẩu hiệu tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan tỉnh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tại chương trình, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã phát động đến toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên tại đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên, trọng tâm là hướng về các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát động tham gia các cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Nguyên học tập và làm theo Bác, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã tham gia hưởng ứng trồng cây xanh tại khuôn viên của trường Trung cấp nghề Thái Nguyên.